Rồi chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay qua giao lưu với bạn giống mận Hoàng Yến. Đó, cây giống nha các bạn. Đó, mận Hoàng Yến. Đây. Cây này cao từ 30 cm, hơn 30 cm nha. Đó, mận Hoàng Yến, cây này cây giống nè. Đó, cây này là cây bán nha các bạn. Đây. Đó, cây này khoảng 40 cm luôn nè. Một gan, hai gan, hơn hai gan của mình nha. Gan mình là 20 cm nha. Đó. Đây. Nhánh cỡ đầu chiếc đũa nha các bạn. Hoặc là có nhánh cỡ chiếc đũa luôn nè. Đây, giống như nhánh này là cỡ chiếc đũa luôn. Đó, cây giống giá cực kỳ hữu nghị luôn nha. Mận Hoàng Yến nha các bạn. Mận dùng để làm bonsai nha. Mấy bạn nào ở thành phố hay gì á, mua cái này về trồng vô chậu tầm khoảng 1 năm là nó có trái, trái quanh năm nha các bạn. Mận Hoàng Yến là trái quanh năm luôn nha. Nó trái cực kỳ đẹp luôn. Trái nó hồi xưa người ta gọi là mận nút áo á. Trái nó to hơn ngón tay cái một xíu. Đó, màu đỏ. Ra trái quanh năm luôn, rất là xiên trái luôn. Dòng này mấy bạn ở thành phố mua để vô chậu chơi là thôi, trồng chừng năm là trái quanh năm luôn, vừa ăn được vừa chơi bonsai được luôn. Đó, đây là quay một số cây mẫu cho anh em xem nha. Đó, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại em 0979 đó 582872. Đó, đây là cây giống tụi em bán ra nha. Đó, cao thấp gì cũng đều giá như nhau nha các bạn. Cây này cây giống thôi nha, như giá nó cỡ bằng nhau hết nha, không có phân biệt cây cao hoặc cây thấp nha.